Đức Thế Tôn có quy định, Phật tử nào muốn cấp bằng chứng nhận đạt được bí mật thiền tông và truyền bí mật thiền tông, thì Phật tử đó phải đáp ứng đủ ba phần. Một, phải có bài kệ ít nhất 12 câu nói lên chỗ sâu màu của pháp môn thiền tông học này. Hai, phải có bài văn viết giải trình thật rõ ràng về pháp môn thiền tông học này. Ba, phải trả lời 26 câu hỏi về pháp môn thiền tông đạt số điểm 160%. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin trình lên Đức Thế Tôn ba phần quy định nói trên của Phật tử thiền tông Trần Kim Vân đã đạt được như sau. Một, Phật tử thiền tông đã có bài kệ 176 câu, tức vượt hơn Đức Thế Tôn quy định nhiều lần. Trong 176 câu kệ này, Phật tử đã nói lên rõ ràng chỗ thâm sâu của pháp môn thiền tông học. Như vậy, về quy định, phần kệ Phật tử thiền tông Trần Kim Vân đã đạt. Hai, bài văn giải trình về pháp môn thiền tông của Phật tử thiền tông Trần Kim Vân đã biết được tính Phật, tánh người của mình, biết tu sao giải thoát, tu sao còn bị luân hồi. Như vậy, phần này Phật tử thiền tông Trần Kim Vân cũng đạt được. Ba, phần 26 câu hỏi và đáp, Phật tử thiền tông Trần Kim Vân trả lời đạt 82%, Đức Thế Tôn quy định là 60%, tính ra điểm thì được 215/260. Phần thứ ba này Phật tử thiền tông Trần Kim Vân cũng đạt được. Như vậy ba phần mà Đức Thế Tôn quy định, Phật tử thiền tông Trần Kim Vân đã đạt được cả ba. Do đó, tập thể ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng con quyết định: một, cấp bằng chứng nhận là Phật tử Thiền Tông Trần Kim Vân đã đạt được bí mật Thiền Tông. Hai, chúng con truyền bí mật Thiền Tông cho Phật tử tại Thánh Điện Thiền Tông, Tổ Trình chùa Thiền Tông Tân Diệu. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh và cho phép chúng con. Vị sơ kiểm thiền và giới thiệu: Phật gia Trần Ngọc Vũ, sinh năm 1981, cư ngụ tại thành phố Cần Thơ. Vị kiểm thiền chính thức: Thiền gia Ngọc Lâm. Vị đứng ra cấp bằng chứng nhận cho vị đạt được bí mật thiền tông: Viện chủ Tổ Đình chùa Thiền Tông Tân Diệu, Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân. Xin cảm ơn Thiền gia Ngọc Lâm. Xin mời tân Phật gia Thiền Tông Trần Kim Vân trở về chỗ cũ. Vị thứ tư là Phật tử Thiền Tông Hoàng Công Tẩu. Vậy xin mời Phật tử Thiền Tông Hoàng Công Tẩu đứng lên ra quỳ trước chánh điện để Thiền Tông chùa Thiền Tông Tân Diệu nghe đọc bài kệ truyền bí mật Thiền Tông cho Phật tử để trở thành là Phật gia Thiền Tông Hoàng Công Tẩu. Xin mời Thiền gia Cơ Duyên ra trước video đọc bài truyền bí mật Thiền Tông cho Phật tử Thiền Tông Hoàng Công Tẩu. Xin mời Thiền gia. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, theo huyền bí của Ngài, mạch nguồn Thiền Tông sẽ bùng lên tại đất rồng vào thế kỷ 20. Theo lời dạy của Thầy chúng con, hôm nay tại Thánh Điện Thiền Tông, Tổ Đình chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng con có hành lễ truyền bí mật Thiền Tông cho Phật tử Thiền Tông Hoàng Công Tẩu, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1956 tại Quảng Bình, cư ngụ số 5 đường Nguyễn Trường Bộ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Vì trước đây Phật tử đã giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông và đã được Tổ Đình chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng con cấp giấy chứng nhận cho Phật tử. Do sự nỗ lực và cố gắng hết sức, sau cùng Phật tử đã đạt được bí mật Thiền Tông. Do vậy, hôm nay chúng con chính thức hành lễ truyền bí mật Thiền Tông và cấp bằng chứng nhận cho Phật tử. Phật tử Hoàng Công Tẩu có gửi cho chúng con bài kệ 32 câu. Bài kệ 32 câu này Phật tử Thiền Tông Hoàng Công Tẩu đã nói lên đã được bí mật Thiền Tông của Phật tử. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng đọc bài kệ 32 câu. Đạo Phật là đạo cao sâu, bao năm tu học theo thầy dạy cho, loay hoay qua những tháng ngày mà cũng thấy rõ đường về với xưa. Dù con tìm kiếm mong cầu, nghĩ tìm quãng đường ở đâu thì gì, cũng do nhiều phúc phước nhiều đời, hôm nay mới gặp được người tri ân. Đó là đức thầy Nguyện Nhân Phổ Đi Nguồn Thiền của Phật Thích Ca. Con đọc ngầm kỳ hiểu ra tú mà lại thoát chỉ con đường này. Hiện thân Phật dạy rõ ràng, buông dừng thôi dứt là đấy địa bàn, dứt là dứt sự cuộc ràng, không ham dân đời cũng màng tự chi. Dừng là dừng lại ngoài khi không nghĩ, không tưởng, cũng không mong cầu. Thôi là thôi chuyện thế gian, hơn thua phải quỷ đến dần mà chi. Muốn là cũng bỏ hết đi, không chỉ khó thử chi ở trần. Thiền thân Phật dạy rõ dần tấm hành mới tình, quê xưa hiện bày. Tấm hành đến tình quê xưa hiện bày. Thiền tông có nguyện chạy hoài, giúp người giúp đủ việc quê để về. Thiền thân Phật dạy chỉ dừng, vì có những người cũng theo lời Ngài. Hôm nay con rõ lời này, không theo Phật lý nên hồi sự ngay. Phật ơi con cảm ơn Ngài, vì nay có đạt hiện trường bản lân. Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có quy định Phật tử Thiền Tông nào muốn các bằng chứng nhận đạt được bí mật Thiền Tông và truyền bí mật Thiền Tông thì Phật tử đó phải đáp ứng đầy đủ 3 phần. Một, phải có bài kệ ít nhất 12 câu nói lên chỗ sâu màu của pháp môn Thiền Tông học này. Hai, phải có bài văn viết giải trình thật rõ ràng về pháp môn Thiền Tông học này. Ba, phải trả lời 26 câu hỏi về pháp môn Thiền Tông đạt số điểm trên 60%. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin trình lên Đức Thế Tôn 3 phần quy định nói trên của Phật tử Thiền Tông Hoàng Công Tổng đã đạt được như sau. Một, Phật tử Thiền Tông đã có bài cạch 32 câu, tức vượt hơn Đức Thế Tôn quy định 2 lần. Trong 32 câu cạch này, Phật tử đã nói lên rõ ràng rõ thông sâu của pháp môn Thiền Tông học. Như vậy, về quy định phần cạch, Phật tử Thiền Tông Hoàng Công Tổng đã đạt. Hai, bài văn giải trình về pháp môn Thiền Tông của Phật tử Thiền Tông Hoàng Công Tổng đã biết được tánh Phật, tánh người của mình, biết tu sao giải thoát, tu sao còn bị luân hồi. Như vậy, phần này Phật tử Thiền Tông Hoàng Công Tổng cũng đạt được. Và phần 26 câu hỏi và đáp, Phật tử Thiền Tông Hoàng Công Tổng trả lời đạt 76%. Đức Thế Tôn quy định là 60%, tính cho điểm thì đạt được trên 260 điểm. Phần thứ ba này Phật tử Thiền Tông Hoàng Công Tổng cũng đạt được. Như vậy, ba phần mà Đức Thế Tôn quy định Phật tử Thiền Tông Hoàng Công Tổng đã đạt được cả ba. Do đó, tập thể ban công việc chùa Thiền Tông Tân Nghiệp chúng con quyết định: một, cấp bằng chứng nhận là Phật tử Thiền Tông Hoàng Công Tổng đã đạt được bí mật Thiền Tông. Hai, chúng con truyền bí mật Thiền Tông cho Phật tử Thiền Tông tại chánh điện Thiền Tông, tổ đình chùa Thiền Tông Tân Nghiệp. Kính xin Đức Thế Tôn làm người quân chi vật chứng minh và cho phép chúng con. Vị sơ kiểm thiền và giới thiệu không có. Vị kiểm thiền chính thức Thiền Gia Ngọc Long. Vị đứng ra cấp bằng chứng nhận cho việc đạt được bí mật Thiền Tông. Vị chủ tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệp, Thiền Gia Sở Nhã Mỹ Nhân. Xin cảm ơn Thiền Gia Cơ Di, xin mời Tân Phật Gia Thiền Tăng Hoàng Công Tổng trở về chỗ cũ. Vị thứ năm là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Trung Nghĩa. Vậy xin mời Phật tử Thiền Tông Nguyễn Trung Nghĩa đứng lên ra quỳ trước các điện Thiền Tông chùa Thiền Tông Tân Diệu nghe đọc bài truyền bí mật Thiền Tông cho Phật tử để trở thành là Phật gia Thiền Tông Nguyễn Trung Nghĩa. Xin mời Thiền Gia bạch đàm. Lễ truyền Thiền Tông. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Tân Thế Tôn, theo huyền bí của Ngài, mạch nguồn Thiền Tông sẽ bùng lên tại đất rộng vào thế kỷ 20. Theo lời dạy của Thầy chúng con, hôm nay tại chánh điện Thiền Tông tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con có hành lễ truyền bí mật Thiền Tông cho Phật tử Thiền Tông Nguyễn Trung Nghĩa sinh ngày 21 tháng 3 năm 1994,
cư ngụ số 417-117, đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vì trước đây Phật tử đã giác ngộ ý vị thiền tâm và đã được tổ đình chùa Thiền Tâm Tâm Diệu chúng con cấp giấy chứng nhận cho Phật tử. Do sự nỗ lực và cố gắng hết sức, sau cùng Phật tử đã đạt được bí mật thiền tâm. Do vậy hôm nay chúng con chính thức hành lễ truyền bí mật thiền tâm và cấp bằng chứng nhận cho Phật tử. Phật tử Nguyễn Trung Nghĩa có gửi cho chúng con bài kệ 96 câu. Bài kệ 96 câu này, Phật tử Thiền Tâm Nguyễn Trung Nghĩa đã nói lên đạt được bí mật thiền tâm của Phật tử. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Nam mô giáo chủ Ta Bà Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin mặc bài kệ 96 câu. Em ơi, tôi hỏi em này nhé, quê hương ở đâu em biết không? Em bảo sao anh hỏi gì thế? Quê em là đây bận tay mà. Quê em có thể gần, không thể xa, khắp 64 tỉnh thành đó thôi. Còn không nhìn xa một xíu, Nam Châu của quê đều là quê. Tôi bảo em còn một quê nữa, một quê chân thật từ bấy lâu, là nơi từ đó ta đâu chơi, vô tình rơi thọc vào Ta Bà. Em bảo anh nói gần, nói xa, trên trời dưới đất em chẳng hiểu gì, anh biết chẳng dễ để chấp nhận, nhưng hãy cho anh cơ hội này. Là người gieo hạt giống cho em, biết đâu ai nghe được tỉnh thức, tìm lại quê xưa khác luôn trần. Em ơi, có biết mình đại duyên, sinh ra lớn lên tại đất rồng. Nhiều người có muốn cũng chẳng được, nhiều người có rồi chẳng nên níu. Em rằng đất rồng có gì sướng, người đói người khát đầy nó thôi. Nói sướng phải nói mỹ kia kìa, người sang người đẹp còn gì hơn. Tôi bảo em rằng ông cũng thế, khắp chốn Ta Bà vẫn khổ thôi. Một lần thôi em nhìn xa nữa, để thấy trầm luân là khổ rồi. Đừng vì vật chất hay danh vọng, nếu giữ đời em nơi cõi trần, anh nói là đâu đâu cũng khổ, vậy biết tìm an ở đâu giờ? Tôi bảo nhìn vào chính em đấy, an ở trong em mấy lâu rồi, nhưng vì tám muôn bốn ngàn ảo giác cũ cộng thêm tấm người nên bất an. Tìm an phải tìm trong tánh Phật, bốn điều chân Phật em hãy nghe. Khi thấy em chỉ thấy vậy thôi, khi nghe em biết đừng nghe hời. Muốn nói tự em phát ra tiếng, ba điều trên đó biết được rồi. Nhận ra điều này em sẽ thấy bình an em tìm khắp muôn nơi. Nhưng liệu như đó thôi đã đủ, với người mỏi mệt thì vẫn chưa. Với anh cũng vậy, đường giải thoát để mình tìm lại chốn quê xưa. Em bảo giải thoát nghe sao thảm, chết là hết rồi hỡi anh ơi. Đức Phật dạy anh đừng tranh luận, nhưng để em biết anh nói thôi. Giải pháp là về lại Phật giới. Phật giới ở đâu em biết không? Phật là trục khắp là muôn nơi, Phật là ra khỏi nơi tam giới, là chúng thanh tịnh, chúng sáng ngời. Tam giới là chi em có biết? Dẫn đầu là nơi mình đang ở, còn tam nơi nữa cũng giống mình. Dẫn hai là cõi trời dục giới, gồm 11 cõi trời màu sắc, 6 nước tịnh độ, Phật Di Đà. Là một trong 6 nước ở đây, em nghe người đời niệm Di Đà. Giới ba là cõi trời vô sắc, cũng 11 cõi nhưng không màu. Tâm giới là vậy em thấy đó. Nghiệp dương thì được hưởng phước dương, nghiệp âm thì hưởng phước âm thôi. Phước dương có hẳn là đã sướng, sướng thì có sướng giới hạn thôi. Hết tuổi thọ rồi em về lại cõi Ta Bà tạo nghiệp luân hồi. Em có biết cõi trời là sao đâu, hay hưởng phước đã xong rồi về. Nhưng em đâu hay rằng em đã lên xuống biết bao lần đó thôi. Lên một lần nữa sẽ chẳng kịp, ngày ấy đến gần rồi em ơi. Tôi bảo em đại duyên người Việt, vì tại nơi đây ở Thiền Tâm cũng là lần cuối em còn thấy con đường giải thoát về quê xưa. Ngày biết điều này anh bận,
khóc vì bể lộ anh kiếm tiền, khóc vì nỗi nhớ quê dằn dặt, khóc vì đại duyên đại phúc rồi. Nay anh xin là người gieo hạt, tùy duyên độ người Phật đã dạy, không né được môi người vướng đời. Lời cuối là đây mong em nhớ, bỏ chuyện thế gian bay cõi luôn. Em xin hết. Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có quy định Phật tử thiền tâm nào muốn đắc bằng chứng nhận đạt được bí mật thiền tâm, và vì bí mật thiền tâm thì Phật tử đó phải đáp ứng đầy đủ các phần. Một, phải có lời kể ít nhất 12 câu nói lên chỗ số 1 của pháp môn thiền tâm học này. Hai, phải có bài văn viết giải trình thật rõ ràng về pháp môn thiền tâm học này. Ba, phải trả lời 26 câu hỏi về pháp môn thiền tâm đạt số điểm trên 60%. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin trình lên Đức Thế Tôn qua phần quy định nói trên của Phật tử thiền tâm Nguyễn Trung Nghĩa đã đạt được như sau. Một, Phật tử thiền tâm đã có bài kệ 96 câu, tức vượt hơn Đức Thế Tôn quy định nhiều lần. Trong 96 câu kệ này, Phật tử đã nói lên rõ ràng chỗ thâm sâu của pháp môn thiền tâm học. Như vậy, về quy định, phần đại Phật tử thiền tâm Nguyễn Trung Nghĩa đã đạt. Hai, bài văn giải trình về pháp môn thiền tâm của Phật tử thiền tâm Nguyễn Trung Nghĩa đã biết được tánh Phật, tánh người của mình, biết tu sao giải thoát, tu sao còn nghĩ đương hồi. Như vậy, phần này Phật tử thiền tâm Nguyễn Trung Nghĩa cũng đạt được. Ba, còn 26 câu hỏi và đáp, Phật tử thiền tâm Nguyễn Trung Nghĩa trả lời đạt 96%, Đức Thế Tôn quy định là 60%, tính ra điểm thì được 180 trên 260 điểm. Phần thứ ba này Phật tử thiền tâm Nguyễn Trung Nghĩa cũng đạt được. Như vậy, ba phần mà Đức Thế Tôn quy định, Phật tử thiền tâm Nguyễn Trung Nghĩa đã đạt được cả ba. Do đó, tập thể ban quản trị chùa thiền tâm Văn Diệu, chúng con quyết định: một, cấp bằng chứng nhận là Phật tử thiền tâm Nguyễn Trung Nghĩa đã đạt được bí mật thiền tâm. Hai, chúng con truyền bí mật thiền tâm cho Phật tử thiền tâm tại chánh điện thiền tâm, tổ đình chùa thiền tâm Văn Diệu, chứng sinh Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh và cho phép chúng con. Về sơ kiến thiền và giới thiệu, thiền gia Thanh Toàn sinh năm 1984, cư ngụ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Vị điểm thiền chính thức thiền gia Ngọc Lâm, vị đứng ra các bằng chứng nhận cho vị đạt được bí mật thiền tâm, viện chủ tổ đình chùa thiền tâm Văn Diệu, thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân. Xin cảm ơn thiền gia Bạch Đàm. Xin mời tân Phật gia thiền tâm Nguyễn Trung Nghĩa trở về chỗ cũ. Vị thứ sáu là Phật tử thiền tâm Trần Văn Thái. Vậy xin mời Phật tử thiền tâm Trần Văn Thái đứng lên ra quỳ trước chánh điện thiền tâm chùa thiền tâm Văn Diệu, nghe đọc bài truyền bí mật thiền tâm cho Phật tử để trở thành là Phật gia thiền tâm Trần Văn Thái. Xin mời thiền gia Thanh Toàn. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, theo huyền bí của ngài, mặt nguồn thiền tâm sẽ bùng lên tại đất rộng còn thế kỷ 20. Theo lời dạy của thầy chúng con, hôm nay tại chánh điện thiền tâm, tổ đình chùa thiền tâm Tân Diệu, chúng con có hành lễ truyền bí mật thiền tâm cho Phật tử thiền tâm Trần Văn Thái, sinh năm 1976, tại Hậu Giang, cư ngụ số 26, đường Lê Hồng Phong, phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Vì trước đây Phật tử đã giác ngộ yếu chỉ thiền tâm và đã được tổ đình chùa thiền tâm Tân Diệu chúng con cấp giấy chứng nhận cho Phật tử. Do sự nỗ lực và cố gắng hết sức, sau cùng Phật tử đã đạt được bí mật thiền tâm. Do vậy, hôm nay chúng con chánh thức hành lễ truyền bí mật thiền tâm và cấp bằng chứng nhận cho Phật tử. Phật tử Trần Văn Thái có gửi cho chúng con bài kệ 60 câu. Bài kệ 60 câu này, Phật tử thiền tâm Trần Văn Thái đã nói lên đạt được bí mật thiền tâm của Phật tử. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Bài kệ 60 câu. Nam mô Gia Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính trình Đức Phật Thích Ca, con đọc quyền ký ngọn ra luân hồi, tịnh độ con đã tu rồi, thì mà thần chú tuổi đời
pháp thiền thanh tịnh xa rời tử sanh, thấy nghe nói biết thức hành buông dừng thôi dứt là thành Phật ngay. Vào thời mạt tượng pháp này, thiền tông hiện một pháp hay diệu kỳ. Nhìn thấy cứ thấy vậy đi, nghe thì nghe vậy, ý thì tịnh yên. Đừng cho ý tác tạo duyên, nói trong chân thật thức liền buông xuôi. Hồng bụng tặng sách con coi, ngộ ra chánh pháp luân hồi rời xa. Internet con tìm ra, pháp âm bạn hảo đăng mà con tin. Bạn ấy cũng rất nhiệt tình, tặng luôn 10 quyển chân thành cảm ơn. Bảo vật Phật chẳng gì hơn, cúng dường ấn tổng ân nhân Ngọc Ngọc Hoàng. Tánh Phật chẳng có sẵn trong ta, điện từ quan bột làm nhà núi thân. Tánh người 16 thứ phần, che đi tánh Phật đã làm người mê. Lớp màn ảo giác quốc gia, 84.000 bóng lập về cản ngăn. Nay con từ phải di hành, nhìn vào tánh Phật ngắm trăng mà cười. Không mê phụ sắc luân hồi, không theo vô sắc để rồi tử sanh. Tam giới vật lý ngũ hành, tứ trại nghiệp sát, thể thành bụi tan. Con về cho thánh từ quan, bụi vẫn là bụi, nắng vàng chẳng nhơ. Kiếp này chẳng trễ một giờ, quyết về vật giới bến bờ ngày xưa. Hành chi bất kể tốt chưa, tạo nhiều công đức vượt qua hải chiều. Chiều dương công đức phải nhiều, tánh người chẳng kéo theo chiều chuyển luân. Thọ tưởng hành thức tham sân, buông dừng thôi dứt về gần Như Lai. Tỉnh thiền chẳng nói với ai, người cần giác ngộ giải bài họ nghe. Giải thoát công thức đây nè, hiểu cành tám giới u mê xa rời. Tạo nhiều công đức giúp người, phá tan bản ngã càng trên nguồn tiền. Con nay hết đảo hết điên, diệu kỳ pháp Phật mật truyền cao sâu. Con người nhiều thứ mong cầu, cầu danh cầu lời, con cầu bình an. Sách tài danh thực chẳng màng, tùy mạng nghi ác bỏ sang bên ngoài. Kiến tâm thành Phật nay mai, là lời Phật dạy con hoài lưu tâm. Cầu xin Phật ứng hóa thân, hộ trình chính pháp, con cần về quê. Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có quy định, Phật tử thiền tâm nào cũng cấp bằng chứng nhận đạt được bí mật thiền tâm và truyền bí mật thiền tâm, thì Phật tử đó phải đáp ứng đầy đủ 3 phần. 1. Phải có bài kệ ít nhất 12 câu, nói lên chỗ sâu màu của pháp môn thiền tâm học này. 2. Phải có bài văn viết giải trình thật rõ ràng về pháp môn thiền tâm học này. 3. Phải trả lời 26 câu hỏi về pháp môn thiền tâm đạt số điểm trên 60%. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin trình lên Đức Thế Tôn 3 phần quy định nói trên của Phật tử thiền tông Trần Văn Thái đã đạt được như sau. 1. Phật tử thiền tông đã có bài kệ 60 câu, tức vượt hơn Đức Thế Tôn quy định nhiều lần. Trong 60 câu kệ, Phật tử đã nói lên rõ chỗ thâm sâu của pháp môn thiền tông học. Như vậy, về quy định phần kệ, Phật tử thiền tông Trần Văn Thái đã đạt. 2. Bài văn giải trình về pháp môn thiền tông của Phật tử thiền tông Trần Văn Thái đã biết được tánh Phật, tánh người của mình.